giờ mở cửa đón khách, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hạ Long Complex đều tiến hành khử trùng tiêu độc tất cả các khu vực. Đồng thời sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, vật tư cho bộ phận y tế luôn thường trực sẵn sàng trước mọi tình huống. Rửa tay sát khuẩn, kiểm soát thân nhiệt là quy định bắt buộc dành cho cả du khách và nhân viên tại đây. Rất là yên tâm về công tác phòng dịch trong Sun World. Ngay bản thân mình cũng tự trang bị cho mình khẩu trang và nước sát khuẩn tay đầy đủ để bảo vệ cho bản thân, sức khỏe cho bản thân mình và đồng thời bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng nữa. Chúng tôi thì đã xây dựng tất cả các kịch bản, đưa ra kịch bản 1 là phục vụ khách đối với mức độ nào. Kịch bản 2 chúng tôi sẵn sàng là đóng cửa toàn bộ các khu vui chơi của mình để đảm bảo một cách tốt nhất cho du khách, cho nhân viên và không lây lan ra cộng đồng. Các quy định phòng dịch tại những điểm du lịch đều được du khách chấp hành nghiêm. Không chỉ ở đây mà tất cả các địa điểm ở Quảng Ninh đã triển khai cái vấn đề là đảm bảo cái phòng dịch. Mặc dù mất một chút thời gian thôi, nhưng tôi thì thấy nó là điều rất tốt do tất cả mọi người rửa tay sát khuẩn hay khai báo y tế để đảm bảo vấn đề an toàn cho tất cả mọi người trong quy trình phòng dịch. Các biện pháp phòng chống dịch được triển khai quyết liệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng xã hội, đảm bảo cho mục tiêu để Quảng Ninh luôn là điểm đến an toàn, ổn định.